Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn những cái lỗi liên quan đến máy tính để cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc laptop. Đây, một chiếc laptop Dell đây. Thì cái chiếc laptop này hôm trước thì mình đã có một cái clip mình xử lý dài rồi, nhưng mà ở bên kênh Đặt Ổn Định Cơ. Cái clip này thì mình sẽ dựng lại cái lỗi đó để cho các bạn tham khảo. Nếu bạn nào mà gặp cái tình trạng như này thì các bạn có thể áp dụng để xem nó có giải quyết được không nhé. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem lỗi này. Đầu tiên là chúng ta vào một ngày đẹp trời đúng không? Chúng ta cắm điện này, xong chúng ta bật máy. Thì cái máy của các bạn mình cảm nhận là nó quay, nó chạy hoặc là đèn nó sáng nhưng mà máy nó không lên. Có những cái máy thì nó sẽ kêu như thế này này, nó tút tút như này các bạn này. Đấy, nó cứ kêu tút tút mà nó không lên. Còn có những cái thì nó không kêu đâu. Đấy, nhưng mà biểu hiện đều là không lên như này. Thì với cái chiếc laptop này, hôm trước mình xử lý như nào? Hôm trước thì mình đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái RAM các bạn nhé. Để mà tháo RAM thì đầu tiên các bạn cần phải bỏ cái pin của cái chiếc laptop ra. Các bạn có thể mở ra. Những cái bạn nào mà pin nó nằm bên trong ấy thì các bạn có thể không cần phải tháo. Các bạn chỉ việc tháo các linh kiện nó nhẹ nhàng và chuẩn là được. Còn những bạn nào mà những cái pin ở đằng sau này thì các bạn nên tháo ra nhé. Sau khi tháo thì mình sẽ kiểm tra con RAM. Cái chiếc laptop này của mình ấy, thì mình chỉ mở cái nắp này ra là mình có thể nhìn thấy con RAM. Sau đó mình sẽ tháo con RAM ra. Đây chính là con RAM của bạn này. À đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn tháo RAM nhé. Đây, quay gần đây cho các bạn nhìn RAM. Đây là một, đây là con RAM của bạn này. Thì để mà tháo ra thì các bạn chỉ việc gạt hai bên thôi. Gạt, đấy thì nó sẽ nhấc được con RAM ra. Sau khi các bạn nhấc được con RAM ra như thế này rồi thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ lấy một cái giấy vệ sinh như thế này. Các bạn lau sạch cho mình cái chân màu vàng này. Lau sạch cho mình cái chân màu vàng này nhé. Lau sạch đi. Nếu mà các bạn có hai con RAM thì các bạn lau cả hai con. Nhưng mà khi mà các bạn cắm lại thì các bạn sẽ cắm từng con một và các bạn bật thử nhé. Của mình chỉ có một con thôi. Bây giờ mình sẽ cắm lại. Cắm lại thì các bạn sẽ cắm như nào? Đây mình sẽ chỉ bạn cách cắm luôn. Đây. Cắm lại thì đây nó có một cái khuyết đây này. Một cái đoạn dài, một đoạn ngắn đúng không? Ở đây nó cũng có một dài, một ngắn. Chúng ta đặt vào thôi. Đặt đúng vị trí vào. Nhớ là đặt cho nó sát cái chân các bạn nhé. Sau đó các bạn ấn nó vào như này thì nó sẽ ăn khớp vào đúng không? Sau khi ăn khớp xong rồi thì bây giờ mình sẽ bật thử để xem nó có lên không nhé. Chúng ta sẽ, các bạn không cần phải cắm pin vào đâu, các bạn chỉ việc bật thử luôn. Nó lên thì chúng ta hãy cắm pin vào. Đây, các bạn có thể thấy là nó đã lên được bình thường rồi. Thì cái lỗi này mình thấy là đa số laptop là bị, nó hay bị lắm. Những cái lỗi đấy hay bị lắm. Còn về main hoặc là về những cái thứ khác ấy, thì các bạn cần phải đo đạc sau. Còn đây thì mình chỉ có một chút cái kinh nghiệm để các bạn sơ cứu cái chiếc laptop thôi. Vì mình thấy có khá là nhiều bạn sau khi lau RAM xong là nó lại lên được bình thường. Ngoài ra cái lỗi mà nó kêu tút 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 vào đấy, ngoài liên quan đến RAM thì nó còn liên quan một số cái, ví dụ như là cạc hình hoặc là do cái pin CMOS này hết đấy các bạn này. Các bạn tháo ra, nếu mà các bạn lau RAM mà không được ấy, thì các bạn có thể là đây, các bạn có thể là xem cái viên pin CMOS này này. Rồi các bạn cái pin CMOS này này, các bạn tháo ra để các bạn thay nhé. Có những cái laptop ấy, nó hết cái pin đấy thì nó cũng không thể lên được và nó cũng kêu tút tút như vậy. Còn một số lỗi liên quan đến trên main ấy, hoặc là do cạc sinh giờ ấy, thì cái đấy thì các bạn cần phải mang đi thợ có những cái kiến thức chuyên sâu thì người ta mới làm cho các bạn rồi. Còn cái này thì là may mắn, nếu mà các bạn nó bị như này, tháo RAM, lau lại, cắm lại RAM hoặc là thay lại pin CMOS, nếu mà lên được thì mình chúc mừng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Chào các bạn và chúc các bạn sẽ xử lý được cái lỗi máy tính của các bạn mà không mất một đồng tiền nào. Chào các bạn, bye bye.